mẹ không nhìn nó khóc như nào đâu. Nó khóc bình thường như thằng bún, thành tiếng cứ mẹ khóc lại bình thường không sao, con cho khóc thoải mái, khóc cả ngày cũng được, nhưng mà mẹ phải nhìn hết kiểu nó khóc. Nó tím hết cả cái mặt và xuống. Chào mọi người, đâu mà Ngọc sẽ quay cho mọi người bữa cơm mở cữ. Đấy. Đây. Đó. Tâm cũng ngon đấy, nhưng mà Ngọc không ăn được nhiều mọi người ạ. Đây, Ngọc sẽ ngồi đây, Ngọc sẽ tâm trạng cho mọi người về cái những cái điều, những cái vấn đề hiện tại Ngọc đang gặp phải. Ngọc đang gặp phải mọi người nhá. Bây giờ mình đi ăn cơm trưa, 12 giờ rồi mọi người. Tại vì bình thường ở nhà mình ấy, ở nhà bố mẹ chồng mình thì thằng cún này nó ngủ cả buổi sáng cơ. Thì Ngọc mới thức dậy, nhưng mà sáng nay nó chơi mất 2 tiếng hay là Ngọc ngủ quá, mẹ Ngọc mang đồ ăn nên nó không ăn. Thằng Ngọc mới ăn mọi người ạ. Cho mẹ đừng cho thằng nào vào nhá. Đắng lắm. Không phải là đắng, đây là cái miệng ở đu đủ. Thằng nào nó đắng, đu đủ ăn nó tốt, ăn tiết sữa. Đủ chân giò à? Cố mà ăn, ngày xưa mẹ bà nấu toàn đu đủ không có chân giò à? Mình muốn cố lắm mà thật sự không cố được mọi người ạ. Ăn quá tí là Ngọc da hỏng luôn, Ngọc buồn luôn, Ngọc đùn ra hết xong rồi. Kiểu như người rõ ràng là đói, mày ăn có 2 bát cơm thôi, rõ ràng là đói nhưng mà lại không có một tí là thèm ăn ấy mọi người ạ. Thèm không thèm, hồi xưa có bầu ấy, mà bụng gần sôi một tí thôi là ăn đủ mọi thứ trên đời đấy. Nhưng mà đẻ xong ấy, được 5-6-7 ngày đầu thì ăn uống còn thấy ngon miệng, còn thấy bình thường, nhưng mà càng về sau lại càng chán ăn này, không thèm, mà rõ ràng cơ thể thì mệt mà bụng thì sôi rồi ăn, nhưng mà ăn thì lại không thấy ngon một tí nào, nên là toàn bỏ bữa xong rồi không ăn thôi. Cố gắng mà nếu mà ăn không ngon miệng thì ăn ít một, ăn làm chia làm 3-4 bữa vậy, chứ bây giờ con mọn mà không ăn là nó kém sữa đấy. Xong là con thì hôm qua nó khóc một tí mà mẹ cũng khóc theo, mà lúc bây giờ thì bà cũng không có đây. Giờ nuôi con mọn thì nha, nếu mà nó khóc là mình phải bế mép lên, xong là ghé mồm vào tay lịnh nói lịnh vừa ru vừa lịnh thì là nó nín ngay. Không phải, nhưng mà mẹ không nhìn nó khóc như nào đâu, nó khóc bình thường như thằng bún, thành tiếng cứ mẹ khóc lại bình thường không sao, con cho khóc thoải mái, khóc cả ngày cũng được, nhưng mà mẹ phải nhìn hết kiểu nó khóc. Nó tím hết cả cái mặt vào, xong rồi nó thâm mấy cái môi vào như kiểu sắp ngủ thơ đến nơi ấy. Con chỉ sợ nó khóc đấy của nó thôi, từ lúc đẻ giờ, từ tối qua lần thứ ba rồi. Thế mà mẹ chưa nhìn thấy chút nào? Thì hôm qua mẹ không ở đấy đâu, mẹ nhìn thấy được. Thì con bảo con chỉ sợ con ám ảnh thì không lấy vào nó, nó sợ làm sao thì mình chết rồi. Không làm sao đâu, kiểu nó khóc đi. Chứ nó không như bình thường nha. Khóc nặng quá là nó thế. Giờ cố gắng mình con mọn là mình phải ăn uống vào. Chủ yếu là ăn uống vào nó có sữa. Thì là nuôi con bằng sữa mẹ nó nhàn hơn. Mà sữa mẹ đề kháng nó tốt hơn là sữa mình nuôi sữa ngoài. Mà cái anh chàng này hư lắm cơ. Bố người ta ít sữa thì không nuôi hộ, xong là cứ đòi về đầy mồm nhá. Quay bây giờ rồi là quay cho mọi người là tầm toàn trái cho mọi người tâm sự của Ngọc thôi. Với lại quay ngày đầu về nhà mẹ mình ở cữ đấy. Đấy có gì hay thì quay cho mọi người xem, chưa tại nó xuống mà. Thank you.
là nó không thích nhỉ. Phòng phòng thì gì mi bảo là gì chồng ấy đấy, nó dậy nó khóc may quá. Có bà ngoại lên đây, nó nhìn cái này mọi người ơi, 2-7 ngày mà không nói chuyện này đấy, nói chuyện cứ nhìn ra ngoài cái mồm cứ định chu lên cứ ầu ầu nhưng mà không phát ra tiếng. Mày nhìn cái này à, đêm thì mày chơi à, sáng mai chơi mọi người nhá, sáng mai cũng chơi này. Anh vừa ăn vừa cười, anh ăn đi anh ạ. Nhanh như tôi cũng đi làm, lắm việc lắm. Làm gì? Ở đây bế nó cho con. Mẹ đi, mua con gan, mẹ mổ con gà. Ta đứng cơm thắp hương. À, thắp hương gì mà? Thắp hương cái cụ mới đi, tối bảo em ăn cơm, mổ con gan. À, thì tối nay lại gọi ông bố, thằng bố nhà mày xuống nhá. Thằng bom nhá. Ừ. Đấy, bướng bỉnh boy à. Cái đêm qua thì cũng thức nhưng mà ngoan không khóc, không phải bế ngồi làm xuống này như kêu gì đệ thế. Ăn đi, ăn đi cho lớn này, 3 tháng nó ra quất vào chim. Mày ê, tí mày đi mà đổi sữa nhá, mình lại phải đổi sữa khác thì đổi sữa đổi được rồi. Được. Sữa này nó uống thì phân của nó cũng đẹp đấy mọi người ạ. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé đi thì phải dặn ra. Thế thôi đổi lại sữa cũ của cái phân này nó kiểu nó cứ nhìn là sống sống hơn, nó không vàng phân. Đúng không? Cái sữa kia cũng thế, nhưng mà nó dễ ỉa hơn mày hiểu không? Ăn con, vừa ăn vừa cười. Sữa của chị Lành thì đấy. Cho ăn cái sữa nào để ý vào. Sữa nào cũng phân cũng hai cái sữa có giống hai sữa ở Việt Nam ấy thì phân nó nhạt nó sống, còn sữa của chị Lành Hàn Quốc ấy, thì nó đậm màu, nó đúng, nó tốt, nhưng mà nó lại thằng này lại phải dặn mẹ sữa cả, nó dặn nó khóc trong người, nó cứ ấp ực một ngày đấy được cũng một bãi thôi, còn sữa kia thì một ngày được 2-3 bãi nó sảng khoái chứ, mà một bãi nó khó chịu chứ. Thế thôi đổi luôn. Nuôi con đúng là cuộc chiến mọi người ạ. Mình mua sách là nuôi con là cuộc chiến này, nhưng mà thật sự là cuộc chiến đấy mọi người ạ. Nuôi con bú sữa mẹ nó nhạt hơn mỗi người. Nhưng mà có sữa đâu cho bú, đây bú có sức ra giờ ở đây cho thóc cho bú hộ. Đấy, mình ở đây có một cậu. Có một ít. Chỉ quá cho nó bú vào xong nó nôi mạnh, nó nôi dài cái đầu ti ra thì sữa nó về nó bú. À, nhà mình còn một cậu nữa đấy, thằng cháu mình. Trời ơi, nó buồn cười mọi người ạ. 10 tháng rồi mà Ngọc đút mồm vào vú Ngọc, bú cứ chụt, bú sướng hơn thóc ăn bú nhiều. Bú nó đã sướng rồi vì mồm rộng, thằng này nó lớn mọi người ạ. Hút phát làm ra mút đấy còn hút còn thích hơn cái anh Toại. Con ăn ngon lắm nhưng con chỉ trộm trộm vài miếng. Xong là đêm ngủ dậy luôn đi chạy. Đánh một trận. Đây mọi người ơi, em bom của mình ở nhà thì quấy đêm, đòi đêm ấy thì chơi 2-3 tiếng liên tục, xong rồi bà hết làm võng rồi rồi mẹ phải ra ngoài nhà. Nhưng mà hôm qua về nhà mình ấy, nó có chơi đêm mọi người nhưng chơi có 1 tiếng rưỡi thôi, xong rồi mình đút cái này vào mồm nó không khóc, nhưng mà đặt xuống giường, nhưng mà mẹ mình ấy đặt xuống giường một cái thì lại dậy. Thế là mẹ mình lại phải ngồi bế. Ghê gớm chưa? Bé tí teo đây này. Đấy. Đây là mình đẻ được 27 ngày rồi. Giờ mình mới được về nhà ngoại chơi mấy hôm mọi người ạ. Anh hư nhắm. Anh quán là hư luôn đấy. Quay cái bộ mặt hư cho có anh cho mọi người xem nhá. Đấy. Mình tí ít
sữa quá mọi người ạ. Đa số hình như là hầu như là Ngọc không có sữa. Nói chung là từ khi đẻ Bom xong, em Ngọc cảm thấy nó bị stress rất là nhiều mọi người. Không phải là vì Bom mà do bản thân của mình nó lo nghĩ quá. Mà mặc dù là chuyện nó không hề nó quan trọng hay là chuyện nó không trở nên nghiêm trọng như thế mọi người, mà Ngọc suy nghĩ quá nhiều nên là cứ làm cho cái mọi việc, ví dụ như là Bom khóc chẳng hạn, mình cảm thấy rất là sợ đấy. Mà thằng này nó có cái kiểu khóc quá, tím tái mặt mày, tím tái cả môi vào cơ, ghê ơi là ghê. Con yêu nhà mẹ đã bảo con không được khóc như thế rồi lại còn cứ khóc cơ. Anh Toại thì không ngủ ở đây, anh Toại chỉ xuống ăn cơm thôi rồi về. Úi dồi ôi, tôi để cho anh đói thế à. Đây, không có ai bế cho, không ai cầm máy quay cho để mà cho anh ấy uống chữa. Úi dồi, cho chưa, mình phải cho nó đói hẳn mọi người. Tại vì thằng này nó đói kiểu giật cục mọi người nhá. Nó buồn ngủ thì nó tập trung vào ngủ hơn là nó bú. Nó chỉ cần, nó đói nhá, nó chỉ hét lên một cái xong mình cho sữa vào thì nó buồn ngủ nhiều hơn là đói. Nó chỉ bú được vài đớp xong rồi nó lại không bú nữa, nó lại ngủ tiếp. Xong rồi 15-20 phút sau nó lại ngợp như thế. Nên là mình phải dùng cái ti giả cho nó đói. Thật sự đói thì mình cho sữa vào mồm nó thì nó bú được nhiều. Cái anh ở bương này, Anh bướng lắm, anh chui ngay vào bụng tôi. Xong rồi tôi chuyển giả cho bố anh. Nhanh lên. Bướng bỉnh voi à? Voi bướng bỉnh à? Đây nhá, bé hư nhá, hư như này nhá, lớn lên mà không tài giỏi thì mẹ đánh về đít cho biết chưa. Tôi nhớ hết, tôi ghi hết trong đầu ấy, tôi thù dai lắm nhá. Anh quấy tôi bao nhiêu, sau này anh lớn tôi đùn ra đòn roi hết biết chưa. Cứ bú đi, anh cứ bú đi. Mơ gì? Mơ về em nào và những bầy con à? Anh các anh giỏi lắm, anh như bố anh đấy. Sướng thế, chị làm khổ người khác thôi. Thôi rồi, tắt máy cho Bom uống sữa mọi người ạ.